mẹ đi bao giờ? Phụ nữ là những đối tượng rất khó hài lòng. Nhà thơ chết chưa hay bỉm nữa. À, vừa đi chợ về, bây giờ anh đang tức tốc nấu đây. Ok. Yên tâm. Ok, yên tâm nha. Sắp xong rồi đây. Hai ba con đang làm gì đấy? Đang hạnh phúc ạ. Ôi dồi ôi, sao hôm nay xịn thế? Bình thường mẹ ở nhà sẽ không rủ mẹ đi bao giờ. Vì mẹ lúc thì bảo là sợ con bẩn này, sợ con ướt này, sợ con ốm này. Nhưng mà sao hôm nay tóc tai kiểu gì? À, tóc thế này nó mới đúng phong cách chứ. Làm sao mà để tóc ấy được? À, ăn xong rồi vẫn phải uống sữa đúng không? Không, chiều mới uống sữa mà. À đấy à, sao tưởng là sáng, trưa, tối? Bác quay nhớ cái bỉm cho con chưa đấy? À ừ, nhà thôi chết, chưa hay bỉm nữa. Ok, bây giờ thay đây. Thay xong đi ngủ luôn nhá. Đúng rồi, ăn thay xong ăn đi ngủ luôn. Ok, thế thôi tôi cho thay bỉm rồi cho ngủ đây. Vẫn 9 cân 8 là được cái gì? Linh tinh, con tôi 10 cân 2 nhá. Đây mới chỉ là làm đầu tiên của em đi luôn ấy. Rồi là canh không có gì đâu. Rồi bảo sao là con ăn cơm nhá. Bình thường em có bài điện nào là màu đỏ, xanh, màu vàng, đủ các loại màu. Thì con mới đến mũ con mới ăn. Bây giờ cái mũ ăn của anh không ăn nữa. Đỏ. Thất vọng. Oh my god, Pam. Không có đúng như những gì mà chồng tôi đã nói. Phụ nữ là những đối tượng rất khó hài lòng. Chỉ có tôi hài lòng. Pam nhỉ. Viettel Media, sản xuất và phát hành.